Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, động lực phát triển kinh tế xã hội. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng hệ thống bài giảng trực tuyến. Danh sách 16 đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Các cơ quan đơn vị ở Hưng Yên đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa có văn bản gửi Phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo về việc cập nhật danh sách các doanh nghiệp Việt Nam đạt chuẩn được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan. Theo đó, danh sách cập nhật lần này có 697 doanh nghiệp thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan. Sản phẩm thủy sản Việt Nam hiện chưa được Đài Loan đánh giá kiểm tra hệ thống. Do đó, chỉ có các sản phẩm thủy sản đã từng xuất khẩu sang Đài Loan và do các doanh nghiệp nằm trong danh sách mới được phép xuất khẩu vào Đài Loan. Đài Loan hiện đang là thị trường xuất khẩu rất tiềm năng của Việt Nam. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan đạt 120 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư công. Tuyến đường cao tốc sẽ tạo động lực quan trọng, bước đột phá về giao thông để các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giữa các tỉnh trong khu vực với cả nước. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài hơn 42 km, bảo đảm kết nối thông thương giữa các địa phương, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ về Hà Nội. Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2023, giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2025. Dự án có thiết kế nền đường rộng 17m, mặt đường rộng 14m, quy mô 4 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3m, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.110 tỷ đồng. Giao thông của tỉnh Tuyên Quang thì hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Chưa có đường sắt, chưa có đường hàng không. Cái việc mà kết nối giao thông ở trong khu vực với tỉnh Tuyên Quang thì chủ yếu là bằng đường bộ. Thì chủ yếu là cái hệ thống đường bộ là cấp thấp, chưa đáp ứng được cái yêu cầu đi lại, vận tải, giao lưu hàng hóa. Vì tuyến đường này nó lại nối với lại đường mòn Hồ Chí Minh nữa, cho nên là cái việc đi lại thuận lợi không riêng của Tuyên Quang Phú Thọ, Hà Giang, Hà Nội mà ở tất cả các tỉnh khác. Là công trình đáp ứng sự mong mỏi của người dân các địa phương có đường đi qua, nên người dân rất đồng tình ủng hộ chủ trương thu hồi đất để xây dựng tuyến đường. Tại tỉnh Tuyên Quang đã phê duyệt xong phương án bồi thường và đã chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng được hơn 98%. Tại tỉnh Phú Thọ, theo kế hoạch sẽ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4 năm 2021. Xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm, cũng đã tập trung để tuyên truyền vận động nhân dân về cái chủ trương chính sách của Đảng, của nhà nước về thực hiện cái dự án đầu tư xây dựng cái đường cao tốc. Kết quả thì cũng đã đến thời điểm hiện nay là đã thực hiện 98%. Việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Tuyên Quang trở nên hoàn thiện, tương đối đồng bộ. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong 5 năm qua, trên cầu Thanh Trì xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết, 35 người bị thương. Vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khắc phục tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đến nay cầu Thanh Trì đã được sửa chữa thay thế 24 trên 28 khe co giãn để đảm bảo an toàn, êm thuận cho các phương tiện lưu thông qua cầu. Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị thành phố giảm tốc độ khai thác 80 km/h xuống 60 km/h, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thẩm tra an toàn giao thông đường bộ để đánh giá và có phương án tổ chức giao thông phù hợp với tình hình giao thông trên cầu Thanh Trì. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ ngày 1 tháng 3, công ty đã thực hiện chương trình giảm giá vé tàu tập thể với các mức giảm tùy theo từng ngày đi tàu và số lượng khách trong đoàn.
Theo đó, đoàn khách tập thể mua vé các đôi tàu thống nhất SE3, SE4, SE7, SE8 chạy vào thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Tàu SE22, SNT2 chạy thứ 5, thứ 6 và tàu SE21, SNT1 chạy thứ 7, chủ nhật được giảm như sau. Từ 5 đến 9 người giảm 5% giá vé, từ 10 đến 39 người giảm 7%, từ 40 đến 69 người giảm 9%, từ 70 đến 100 người giảm 11%, từ 101 người trở lên giảm 13%. Ngoài ra, hành khách mua vé tàu khứ hồi sẽ được giảm 10% giá vé lượt về thay vì 5% như trước đây. Chỉ cách đây vài tuần, những ngày sát Tết, người nông dân ở những vùng chuyên canh rau màu còn đang phấn khởi với kết quả sản xuất vụ đông được mùa, được giá. Thế nhưng, ngay những ngày sau Tết, mọi thứ thay đổi. Hoa, rau, củ quả dù được hô hào giải cứu nhưng vẫn là câu chuyện buồn của nhiều vùng quê Bắc Bộ trong thời điểm cuối vụ đông này. Sau đây là câu chuyện của những người nông dân ngoại thành Hà Nội, một nơi không có dịch bệnh đi qua. Ruộng cải thảo này lẽ ra phải được thu hoạch từ những ngày Tết, nhưng vì không có người mua nên đến thời điểm này cây cải đã bị táp lá, buộc phải chặt bán với giá rẻ như cho. Chủ vườn cho biết mức giá 1.000 đồng gỡ lại được ít tiền giống là còn may mắn, hơn nhiều nhà trước đó phải chặt bỏ hàng chục tấn. Nhiều nhà còn băm ra ruộng hàng chục tấn không có chứ. Không bán được ý. Cái dạo trong Tết không bán được. Rau nhà tôi cũng đến lứa rồi, như mọi năm tầm này là toàn 8-9.000, 17.000 một cân. Năm ngoái Tết xong đắt lắm, nhưng mà năm nay trong Tết Covid đâm ra ảnh hưởng cũng chưa bán được. Là một người làm nông chuyên nghiệp ở vùng chuyên canh này, ông Trần Văn Nhất đã lường trước những tác động của dịch Covid-19, nên vụ này ông giảm mạnh diện tích trồng cải bắp. Thế nhưng, ông vẫn bị thua lỗ. Nếu những người trồng rau thất bại vụ này có thể chặt bỏ và làm lại vụ mới, thì người trồng hoa lại khó khăn hơn nhiều. Dù không bán được, họ vẫn tiếp tục phải chăm bón, đầu tư để giữ chất lượng gốc. Bởi vì nếu mà dừng lại thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ như là bây giờ mình phân do thuốc sâu mà mình làm giảm nó đi nhá, thì tự nhiên cây nó xấu đi. Mà đặc biệt của cái cây hoa mà xấu thì chả bán được, là sẽ không bán được luôn. Xã Văn Đức thuộc huyện Gia Lâm có diện tích hơn 200 hectare chuyên canh, với sản lượng cao điểm đạt hơn 1.000 tấn. Đây là vùng cung ứng rau xanh lớn nhất cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tình trạng khó tiêu thụ với mức giá giảm kéo dài trong cuối vụ, ước tính người dân lỗ từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi sào. Cái đường đi mà để xuất đi các tỉnh ngoại, ví dụ như đi hướng phía Bắc, Hải Phòng, Quảng Ninh là cũng không tiêu thụ được, không đi được. Cái thứ hai là đi các chợ, rồi các siêu thị cũng hạn chế người ra vào, người ta mua. Đấy, cho nên là cái việc mà tiêu thụ nông sản đối với Văn Đức là chủ yếu dựa vào một số nguồn các cái chợ đầu mối. Những ngày này có rất nhiều vùng chuyên canh rau màu vụ đông ở các địa phương khác cũng rơi vào tình trạng nhọc nhằn như Văn Đức. Giá giảm mạnh, khó tiêu thụ và chất lượng tiếp tục bị ảnh hưởng từng ngày. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, cả nước có 16 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Khu vực phía Bắc gồm có Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân. Khu vực phía Nam gồm có Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang. Khu vực miền Trung gồm có Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Tây Nguyên. Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng bổ sung hệ thống bài giảng điện tử cho các lớp học cấp học để hỗ trợ nhà trường, giáo viên, học sinh sử dụng lâu dài. Hiện Bộ đang hoàn thiện chương trình tiếng Việt lớp 1 trên nhiều nền tảng số để học sinh ôn tập mọi lúc mọi nơi. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu mỗi địa phương có hệ thống bài giảng điện tử riêng nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học phù hợp với yêu cầu thực tế. Hiện Bộ đang hoàn thiện chương trình tiếng Việt lớp 1 trên nhiều nền tảng số để học sinh ôn tập mọi lúc mọi nơi. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu mỗi địa phương có hệ thống bài giảng điện tử riêng nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học phù hợp với yêu cầu thực tế. Xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Thời gian qua, ngành y tế Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Trạm y tế xã Huế Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có 7 nhân viên y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 21 bản trong xã, chủ yếu là đồng bào Mông, Giao, Hà Nhì. Đây là xã biên giới vùng cao, đời sống còn nhiều khó khăn. Dẫu vậy, trạm y tế xã vẫn được đầu tư đúng theo quy định của Bộ Y tế, đầy đủ về trang thiết bị và nhân lực. Tất cả các trạm y tế của các xã và hai phòng khám đã được xây dựng hoàn toàn mới. Và đối với các trang thiết bị thì cũng đã được cung cấp theo đúng danh mục của Bộ Y tế đối với trang thiết bị của trạm y tế xã và phòng khám. Còn đối với nhân lực thì hiện nay các xã cũng đã được bố trí nhân lực y tế đảm bảo để mà thực hiện cái công tác thứ nhất là khám chữa bệnh cho bà con trên địa bàn của xã, thứ hai là cái công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Huyện Phong Thổ đã được đầu tư xây mới 15 trạm y tế tại các xã và hai phòng khám đa khoa khu vực để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân. Đội ngũ y bác sĩ các trạm y tế cũng thường xuyên xuống bản nắm tình hình, thăm khám, cấp thuốc và tuyên truyền cho bà con cách phòng tránh bệnh tật. Thời gian qua, Sở Y tế Lai Châu luôn quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Đến nay, trên địa bàn có 3 bệnh viện tuyến tỉnh, 8 trung tâm y tế huyện, thành phố, 4 phòng khám đa khoa khu vực, 103 trạm y tế xã, phường, thị trấn, trong đó hầu hết được xây dựng khang trang, cơ bản đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Có thể nói trong những năm qua thì các cái chương trình tiêu tế triển khai đến các đồng vùng đồng bào dân tộc khó khăn thực hiện rất là tốt, đặc biệt là các chương trình tiêu tế quốc gia triển khai các cái chương trình tuyên truyền cho bà con để nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cũng như là thực hiện chính sách dân số khỏe gia đình rồi là cai nghiện ma túy rồi phòng chống tệ nạn xã hội như là phòng chống HIV. Thì có thể nói là trong những năm qua thì đều đạt được các mục tiêu của chính phủ giao cũng như là của tỉnh giao. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Lai Châu thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại tuyến cơ sở, chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Lai Châu cũng đang nỗ lực đầu tư, hoàn thiện tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng y tế dự phòng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 cho tất cả thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong toàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tiến hành xét nghiệm COVID-19 là để kiểm tra phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, tránh để dịch bệnh lây lan trong quân đội. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 1.454 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quá trình kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Các công dân cũng nêu cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh khi thực hiện nghiêm thông điệp 5K và gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến sáng ngày 1 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả 1.454 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ khả năng nhập ngũ. Được biết, lễ ra quân tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra vào ngày 3 tháng 3. Từ khi dịch bệnh COVID-19 quay trở lại, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên chức cũng như khách đến liên hệ công tác. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, do phải tiếp xúc với công dân ở khắp mọi nơi đến giao dịch về các thủ tục hành chính, nên công tác phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu. Tất cả cán bộ, công chức, công dân đến trung tâm đều phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, như thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế. Khi vào làm các thủ tục hành chính, được quán triệt hạn chế việc trao đổi tiếp xúc, nói chuyện gần. Tôi thấy cái việc kiểm soát dịch COVID-19 trước khi vào trung tâm hành chính công như này là quá là tốt ạ. Tôi thực hiện này là nghĩa vụ của người công dân thôi, vừa bảo vệ cho mình vừa bảo vệ cho tập thể đấy ạ. Với đặc thù của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, nơi mà hàng ngày diễn ra rất nhiều giao dịch và khách hàng giao dịch đến từ rất nhiều nơi trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Vì vậy là cái công tác phòng chống dịch ở trung tâm luôn được chúng tôi đẩy mạnh và siết chặt hơn so với bình thường. 100% cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh.
về công tác phòng chống dịch, tích cực tuyên truyền người dân doanh nghiệp thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hiện các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm túc các yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch của Trung ương và của tỉnh. Ngoài việc hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện thông điệp 5K, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế, các cơ quan đơn vị cũng đã yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động không được đi tham quan du lịch, không đi ra tỉnh ngoài, nhất là các tỉnh đang có dịch. Địa phương cũng quán triệt rõ, tức là đối với cán bộ công chức viên chức của cơ quan thì là không được đi ra tỉnh ngoài. Mà đi ra tỉnh ngoài thì có trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo. Và như vậy nếu mà ở địa phương thì trong suốt khoảng cái thời gian trước Tết, trong và sau Tết cho đến nay thì chưa ai đi ra khỏi tỉnh ngoài. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch tại các cơ quan đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã góp phần đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên chức và công dân đến liên hệ công tác, đồng thời góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường, sinh năm 2002, trú tại thị xã Phổ Yên, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, trong quá trình lao động trái phép ở Trung Quốc, Nguyễn Văn Cường có quen một người tên Trang trên mạng xã hội Facebook và được Trang cho biết có thể tổ chức cho người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, một người đã liên lạc với Cường nhờ tổ chức cho 3 người sang Trung Quốc. Cường đồng ý và yêu cầu mỗi trường hợp phải trả 15 triệu đồng. Sau đó liên lạc với người tên Trang nhờ đưa số người trên xuất cảnh trái phép vào Trung Quốc bằng đường mòn lối tắt tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn. Nếu chót lọt, Cường sẽ được hơn 2 triệu đồng tiền công. Khi số người trên xuất cảnh trái phép vào Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Liên quan đến việc chỉnh sửa và phát tán văn bản giả mạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại, gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận mà đài phát thanh truyền hình đã thông tin. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp này. Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo bằng văn bản đối với TTH và BVNH, học sinh lớp 9 tại huyện Lâm Hà, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật quy định tại Điều 101, Nghị định số 15 của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị gia đình, nhà trường và công an địa phương tăng cường nhắc nhở, quản lý giáo dục và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của ngành giáo dục để răn đe hai học sinh này. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng đối với QLQT, ngụ tại thành phố Đà Lạt. Trường hợp này, dù chưa biết thông tin đúng hay sai, nhưng đã tự ý chia sẻ văn bản giả mạo trên Facebook cá nhân. Sau đó, thông tin sai sự thật này bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội. Thời gian qua, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã phát hiện gần 300 cơ sở cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tiến hành xử phạt gần 130 trường hợp với số tiền trên 300 triệu đồng. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu theo công văn số 248 ngày 2 tháng 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Huyện Quế Châu phát hiện 65 trường hợp vi phạm, xử phạt 99 triệu đồng. Dừng hoạt động 2 cơ sở là một quán cà phê và quán game hoạt động trái phép trong thời gian giãn cách xã hội. Thị xã Mỹ Hào phát hiện 7 cơ sở vi phạm, xử phạt 95 triệu đồng. Lực lượng công an tỉnh phát hiện đề xuất xử lý 33 trường hợp, phạt tiền 51 triệu đồng. Đồng thời phát hiện xử lý 16 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Phạt 9 trường hợp với số tiền 50 triệu đồng. Trong đó, có một trường hợp ở thị xã Mỹ Hào, livestream tung tin một người tử vong tại cây xăng bao bì là do COVID-19, bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một trường hợp trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, bị xử phạt 5 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.